Dạ cô nói như vậy để con lại đó con hỏi, nhưng mà bị quánh là có thật hay là giả? Cái đó thì tôi không biết, quánh không biết thì nó không có điện gì cho tôi, nó không có nói với tôi, nó nói chỉ nhỏ này ăn cắt tiền thôi. Tôi không có biết, tôi sống ở xa nè. Rồi bây giờ không em ấy, biết ra em ấy, làm sao? Rồi em ấy bị quánh như vậy rồi đi bây giờ là đi mướn trọ khác là nó thật hay giả? Bây giờ cô cái đó tôi không biết. Hai đứa là trên đó là hai đứa tự giải quyết, tôi đâu có biết được, tôi ở dưới quê nè. Vấn đề con là con đang đi em ấy cầu cứu con là cô giúp em ấy là đang cái sự thật như vậy mà cô kêu cô nói con là quay giả sao? Rồi đúng rồi, bây giờ chú he là tháo cái mạng nó xuống. Tôi nói bây giờ he là bây giờ mà muốn giữ con hai đứa con này tôi cho đem đi lui luôn, tôi không có lui nữa. Đi làm lấy tiền là gửi về bên kia hết trơn luôn. Còn ăn uống này kia nó lo cho hết luôn á. Tôi gần 70 tuổi rồi, tôi già rồi, nó đẻ nó giao tôi. Rồi nó đi làm, nó lấy tiền nó gửi về bên kia hết. Hai vợ chồng nó ở làm chung nhau, chồng làm được bao nhiêu giờ ăn cắp, móc heo ăn cắp gửi đâu hết trơn luôn. Thì tôi có nói thiệt, nó ăn cắp lần trước là 10 mấy triệu, rồi đi nằm bệnh viện đấy là 10 mấy triệu. Rồi đợt sau này mới về đây được có 10 triệu mang cắp hết 7 triệu nữa. Chú coi tính đi tôi, chú quay nó nói lên mạng gì là sai hoàn toàn sự thật. Bây giờ chú đi xuống Kiên Giang này đi. Rồi quay lên coi, nó đẻ con ra có 20 ngày còn đỏ hỏn. Nó giao cho tôi từ Bình Dương đồng lắm hai đứa cháu về quê đây nè. Rồi nó quay lại nó ở nhau, hồi gặp nhau đó tôi nói. Con à, lại đây chơi thì lại thôi, con ở không được đâu, con có chồng có con rồi. Con đi thì ở với chồng con đi, còn con của mẹ nó nhỏ lắm, không có ở với con được. Tôi đuổi đi, nghe tôi bắt con tôi đi ghe rồi, bắt đầu con tôi về. Bắt đầu là nó quay lại, nó kéo con tôi lên, nó ở được một đứa con. Được một đứa rồi, có 5-6 tháng nó mới điện về, nó cho tôi hay, tôi nói hai đứa có con tự giảm xếp nghe. Không có làm hôn thú gì được rồi, không làm khai sanh được cho con, tội nghiệp cho mấy đứa cháu. Rồi tôi đi làm khai sanh cho không, tới đẻ ra thằng thứ ba này nè, được có 20 ngày nó thôi, thằng chồng nó đi đâu không biết nha. Nó điện tôi lên là bắt hai đứa cháu về quê. Bây giờ quay cái nào quay hoàn toàn sự thờ, không có đúng một chút nào nha, sai hoàn toàn luôn vậy đó. Tôi là người mẹ nè, tôi đang nuôi hai đứa nhỏ nè. Thì em nói cũng gửi về bên nội hai cháu. Đúng rồi. Rồi. Mà đẻ được có 20 ngày là giao cho tôi nuôi đó. Tôi nói mày làm mẹ cái kiểu gì mà chưa được một tháng mày đi đâu mà mày giao con cho tao nuôi. Thì em nói là em có gửi về là cô là bên nội đó hả? Đúng rồi. Rồi em ấy ở Bình Dương phải không? Ở trên Bình Dương, hai vợ chồng đi làm Bình Dương. Thì thằng chồng nó cũng biết điều, nó biết có con riêng, nó cho đi làm lấy tiền là gửi về bên kia hết trơn luôn. Còn ăn uống này kia nó lo cho hết luôn á. Nó đi làm hỏi nó coi chưa gửi cho con nó được 1.000 nào nghe, hai đứa nhỏ ở đây nè. Thì em ấy nói đi làm vợ chồng ở Bình Dương. Đúng rồi. Rồi bây giờ là hai chồng này làm xài tiền riêng. Xài tiền riêng, chồng làm thì chồng lấy tiền, vợ làm vợ lấy tiền. Mà vợ thì không có, vợ không sức tiền em mua đồ an toàn là chồng đứng ra lo. Chúc tôi cho cái số điện thoại của thằng chồng nó chú điện hỏi thăm coi. Cái bạn Zalo coi có sự thật như gì không. Cái này nó nói là sai hoàn toàn sự thật luôn á. Không có mượn ăn cắp chứ không có mượn, đầm nào cũng ăn cắp. Không có mượn, toàn ăn cắp không à. Sao mà vợ tiền bỏ ống heo rồi mất ra ăn cắp, tới khi chồng kiểm lại mới biết là mất tiền. Thì bây giờ là em ấy nói là có năn nỉ để trả lại cho chồng rồi làm để kiếm tiền để trả lại, nhưng mà chồng quánh. Có đúng 3-4 lần tôi cho chú hay nè, 3-4 lần, một lần 10 mấy 20 triệu rồi lấy đi rồi cứ nói trả lại, có trả được đồng nào, chưa bao giờ trả được một đồng. Rồi vậy em ấy ăn cắp tiền để làm gì? Tôi không biết, ăn cắp tiền gửi cho ai tôi không biết. Bây giờ chú hỏi coi ăn cắp mấy lần, gửi tiền đem đi đâu, móc tiền đem đi đâu. Rồi, để tiền không? Để trong ống heo mà còn móc ra được đó. Rồi đúng rồi, bây giờ chú he là tháo cái mạng nó xuống. Tôi nói bây giờ he là Bây giờ mà muốn giữ con, hai đứa con này tôi cho đem đi nuôi luôn, tôi không có nuôi nữa. Mà nó không về đem đi, nó giao cho tôi già gần mình đời 70 tuổi rồi. Mà một ngày chăm hai đứa nhỏ như vậy đó. Chú coi thấy khổ không? Cô người miền Nam hay người miền Bắc? Cô người miền Bắc. Mà cô ở trong Nam, cô đang sống ở Kiên Giang đây. Yeah. Chú suy nghĩ đi, nó giao được 20 ngày nó giao tôi rồi. Rồi nó đi, nó bỏ đi, giờ nó mang bầu gì, nó giao, nó nói là nó có bầu với con tôi. Quay phải mà sai sự thật không? Từ đầu. Sao cô nói con quay sai được? Không lẽ em ấy tự quánh em ấy tự làm em ấy vậy? Không lẽ sao mà tự làm được khi không mà ai dám quánh? Chú suy nghĩ đi, như tôi nè, có ai dám quánh tôi không? Bây giờ em ấy có phải bị chồng quánh hay gì những cái phải vậy không? Tại mình ngăn cách băng trộm quá trời mới bị quánh lần nào cũng gì. Còn từ trước ở là cô đã cấm rồi, hỏi đi lại đây là cô đuổi đi về. Cô đuổi về cô nói đi về lo con lo chồng đi, đừng có bỏ chồng. Cô để coi con hả? Rồi bây giờ em ấy bị quánh như vậy, là chồng quánh như vậy, là con quay như vậy, là có đúng cái câu chuyện như vậy không? Thì cái thì cũng lý do làm sao mới quánh lộn. Thì hai đứa này đấy he, là tôi đã không cho ở với nhau lâu lắm rồi. Mà nó cứ lén lút nhau, nó kêu nhau đi trên nó làm, đặng lấy tiền lo, ai cũng không biết. Con chưa có nói động bên chồng nha, con chưa có nói động bên cô. Bây giờ con quay em nó như vậy đó, con quay như vậy đó, cô nói sai là sai sao? Không lẽ con quay... Nói sai là nói là con là mới đem về đây, đem về là hồi 20 ngày à, chưa được một tháng nữa là giao cho tôi rồi. Nói chung là em ấy là bị chồng quánh là có thật phải không? Thì có thật, giãn cách mới bị quánh. Thì cái chuyện đó con không, con chưa có hỏi tới. Bây giờ cô nói như vậy để con lại đó con hỏi, nhưng mà bị quánh là có thật hay là giả? Cái đó thì tôi không biết, quánh không biết thì nó không có điện gì cho tôi, nó không có nói với tôi, nó nói chỉ nhỏ này ăn cắt tiền thôi. Tôi không có biết, tôi sống ở xa nè. Rồi bây giờ không em ấy sao? Rồi em ấy bị quánh như vậy rồi đi, bây giờ là đi mướn trọ khác là nó thật hay giả? Bây giờ cô... Cái đó tôi không biết. Hai đứa nào trên đó là hai đứa tự giải quyết, tôi đâu có biết được, tôi ở dưới quê nè. Vấn đề con đang đi, em ấy cầu cứu con là cô giúp em ấy là đang cái sự thật như vậy mà cô kêu cô nói con là quay giả, là quay giả sao? Quay gì, quay nói không có sự thật. Nói thì em ấy nói em bị chồng quánh rồi giờ là... Mà bây giờ em nó phải nói ra là tại ăn cắp tiền mới bị quánh, ăn cắp tiền nhiều lần quá rồi. Thì không có mượn tiền chồng cái gì cái. Bây giờ cô nói đi. Bây giờ cô nói ăn cắp tiền của chồng thì để con lại đó con hỏi coi có thật hay không. Bây giờ cô đúng rồi, biết được đúng không? Bây giờ chú lại đấy là chú điện lên đặng mà cho tôi coi cái video đeo đó luôn, đặng trực tiếp nói chuyện với tôi luôn nè. Rồi gì đi nghe.